Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua đã tiến hành điện đàm với các nhà ngoại giao cấp cao của Palestine và Israel, kêu gọi hai bên thể hiện trách nhiệm tối đa, kiềm chế mọi hành động có thể khiến tình hình bạo lực tại Jerusalem và bờ Tây xấu đi. Ngoại trưởng Nga hối thúc nhóm bộ tứ Trung Đông nhanh chóng khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình cho Israel và Palestine. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo cho biết nước này đang theo dõi sát tình hình và kêu gọi Israel và Palestine cần bình tĩnh và không để bạo lực vượt tầm kiểm soát. Chính phủ Trung Quốc gửi lời chia buồn trước những thương vong về dân sự do cuộc xung đột giữa Israel và Palestine gây ra và lên án các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào dân thường, cũng như phản đối sử dụng vũ lực quá mức. Trung Quốc tái khẳng định tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước trong cách thức giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine vốn kéo dài nhiều thập kỷ. Còn đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell, ra tuyên bố khẳng định EU hoàn toàn thừa nhận những lo ngại chính đáng của Israel cụ thể là các vụ tấn công khủng bố mới nhất. Song cũng nhấn mạnh rằng vũ lực sát thương chỉ được sử dụng như là phương sách cuối cùng để bảo vệ sinh mạng cho người dân. Quả chức này bày tỏ vô cùng lo ngại trước những căng thẳng gia tăng tại Israel và vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đồng thời kêu gọi hai bên làm mọi điều có thể nhằm giảm leo thang tình hình và khởi động lại quan hệ hợp tác an ninh như một thành tố quan trọng nhằm ngăn chặn bạo lực tiếp diễn. Trong khi đức giáo hoàng Francis trước đó cũng cho biết tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin tức từ vùng đất thánh đó là những cái chết của một người palestine trong các hoạt động chống khủng bố của israel hay việc bảy người do thái bị giết hại cùng ba người khác bị thương bởi một người đàn ông palestine tôi kêu gọi giới lãnh đạo israel palestine và cộng đồng quốc tế hãy tìm ra một hướng đi khác ngay lập tức đó là sự đối thoại chân thành để tìm kiếm hòa bình các lời kêu gọi được đưa ra khi Israel đang tăng cường an ninh sau vụ bệnh người Do Thái bị sát hại bởi một nam thanh niên Palestine. Vụ việc diễn ra sau một ngày khi quân đội Israel bắn chết 7 tay súng và hai dân thường người Palestine trong cuộc đột kích tại bờ Tây.